Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình đang di chuyển trên một chiếc Mercedes-Benz S400 2016 đăng ký 2017 màu trắng, nội thất màu kem. Thì chiếc xe này đã được độ lên Maybach S560. Đấy là đã được thay với cái cụm mà đèn pha trước multi beam và đèn hậu sau và cản trước cản sau lên cho nó bộ vành của mâm 560, bộ vành tăng cưa. Đấy, thì hôm nay mình đang điều khiển chiếc Mercedes S400 này từ nhà ra cửa hàng. Thì tiện đây thì mình cũng review một chút về cái khoang nội thất của chiếc Mercedes S400 này. Thì S400 này là sản xuất 2016, đến bây giờ là cũng qua quá trình sử dụng là cũng được 7 năm. Thì chiếc xe này thì mình đánh giá còn khá là mới. Chiếc xe này trang bị động cơ là 3.0 với trang bị hộp số 7 cấp, rất mượt mà và êm ái. Xe thì được trang bị hệ thống âm thanh vòm loa Bluemaster. Anh chủ cũ anh cũng đã độ lên cái tuabin LED mạ chrome ở chỗ hốc điều hòa. Xe thì trang bị một cụm màn hình liền với chiều dài khá là lý tưởng để mình có thể hiển thị và nhìn trông rất là sang trọng và lịch sự. Đấy, trước mặt mình đây thì đó là cái vô lăng này là vô lăng nguyên bản, vô lăng của chiếc S400. Vô lăng này thì được cũng được ốp gỗ ốc chó. Và xung quanh hai bên này thì có tích hợp những cái phím để mình điều khiển ở trên màn hình và âm lượng nghe gọi ở đây. Ở dưới này thì chiếc Mercedes được trang bị một cái cụm mà điều khiển mang cảm ứng, có thể điều chỉnh toàn bộ màn hình giải trí trung tâm. Xe thì được ốp toàn bộ xung quanh xe, tạo nên sự sang trọng và cách âm rất là tốt. Xe thì có được ốp gỗ ốc chó xung quanh xe và có trang bị đèn LED 64 màu quanh xe. Đèn LED này thì khi đi buổi tối nó sẽ rất là đẹp. Xe thì được trang bị cửa sổ trời đôi toàn cảnh panorama, tạo cho mình một cái không gian xe rất là thoáng đãng và rộng rãi. Chiếc xe này thì được trang bị ở phía hàng sau là hai ghế massage có điều khiển và hai màn hình giải trí đằng sau cho người phục vụ đằng sau. Thì mình đang di chuyển từ nhà ra cửa hàng thì mình đang đi trên chiếc xe đã từng lăn bánh qua 7 năm sử dụng, thì mình thấy là chất lượng vẫn rất là tốt và hệ thống treo, hệ thống cách âm rất là tuyệt vời, hệ thống treo bóng hơi rất là êm ái. Chiếc xe còn được trang bị thêm hệ thống cam 360 để hỗ trợ người lái khi mình di chuyển trên những cung đường đông hay là lùi vào chuồng thì rất là tiện. Đang đứng chờ đèn đỏ chỗ ngã tư Găng Lam thì chiếc xe khi mà dừng lại mình cảm giác như kiểu là xe đang không nổ máy vậy, rất là êm. Nói chung là động cơ của Mercedes và Mercedes sản xuất ra một chiếc xe thì mình cảm thấy rất là ưng ý khi sử dụng chiếc xe này. Hai bên của hai ghế thì chiếc xe có trang bị ghế điện ở đây và ba vị trí nhờ ghế có sấy sưởi làm mát. Một cái mà mình cực kỳ thích ở trên chiếc Mercedes đó chính là cái hệ thống chỉnh điện hàng ghế này, rất là hay. Nó tích hợp luôn ở trên cái ghế lái. Thì cái đấy là mình dễ dàng mình điều khiển cái ghế chỉnh 18 hướng theo ý của mình. Và đặc biệt là lý do tại sao mà người ta có thể di chuyển cái phím điện này để chỉnh ghế lại lên trên này. Bởi vì thường thường là những người mà theo quan niệm của những người sản xuất chiếc Mercedes ấy thì là Mercedes là người ta sẽ phục vụ những giới mà gọi là cao cấp, thì là người ta hay sử dụng những chiếc đồng hồ xa xỉ. Thì khi mà mình chuyển cái ghế điện lên trên này ấy, thì là nó sẽ chỉnh dễ dàng mà không đỡ phải không không phải thò tay xuống dưới để thế bị va quẹt đồng hồ hay va quẹt một số những cái trang sức khác. Nên là người ta đã tinh chỉnh và người ta đã thiết kế nghiên cứu để cho nó phù hợp với cái đối tượng khách hàng mà Mercedes họ nhắm đến. Chiếc xe này thì hiện tại bên showroom mình đang bán với mức giá cực kỳ hữu nghị, chỉ hơn 2 tỷ một chút là mình đã được sở hữu ngay chiếc Mercedes S400 sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2017. Và đặc biệt là nó đã được sở hữu một cái màu xe rất là đẹp, đó chính là màu ngoại thất màu trắng và nội thất màu be, là cái màu mà đẹp nhất trong dòng Mercedes và rất nhiều người yêu thích. Và các bạn mà ai mà đang có nhu cầu quan tâm chiếc xe Mercedes của mình thì hãy liên hệ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.